di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu hạnh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh Trơn, biên tập minh tâm thời gian ngày ba tháng ba năm hai địa điểm học viện tịnh tông úc châu tập ba trăm mười ba chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Hàng thứ hai ở dưới lên Trang 367 Thượng hiển Pháp Thân Lý Thể Chân Thật Chi Tế Hạ Minh Phương Tiện Phổ Độ Chân thật chi lời Lý bất ngại sự Tịch nhi thường chiếu Bi tâm vô tận Tùy tích độ sanh Cố hạ dân Đáng dĩ thu nguyện độ sanh Hiện tại Tây Phương Dân dân Câu trước bộc lộ rất rõ ràng Ở trên nói Như lai Không đến không đi Không săn không diệt Đây là nói Pháp thân lý thể Thuộc về chân thật thực tế chân thật thực tế chính là bản tánh chân như là thực tướng các pháp đức thế tùng tùy thuận chân đế mà nói chân đế là cảnh giới đức phật đã thân chứng Không phải phàm phu có thể biết được Đoạn này từ Đảng dĩ thù nguyện độ sanh Hiện tại Tây Phương dĩ hạ Đây là phương tiện phổ độ Lợi ích chân thật Là tùy thuận tục đế Chân đế là nói về lý Tục đế giảng về sự Lý không trở ngại sự Tịch nhi thường chịu Đây là lý Là tự tánh khởi dụng Bi tâm vô tận Thùy tích độ săn Đây chính là Thực hiện bổ nguyện Bồ Tát trước khi thành Phật Đã từng phát đại nguyện Phổ độ chúng sanh Bây giờ Bồ Tát đã thành tựu Bổ nguyện này Tự nhiên được viên mạng nguyện chắc chắn không phải nguyện suông cũng có nghĩa là chẳng có nguyện nào chẳng thể thực hiện được đạo lý này rất thâm sâu bất luận là ác nguyện hay thiện nguyện bồ tát phát nguyện là thiện nguyện độ chúng sanh Còn nguyện của lục đạo chúng sanh Là báo ân báo oan Cũng giống như vậy Đều thực hiện được Đời đời kiếp kiếp Tâm nguyện này đều đi theo nghiệp báo của chúng ta nó sẽ không rời bỏ gặp được duyên quả báo liền xuất hiện nên phát nguyện không phải là trò đùa không phải chỉ để nói chơi phải thực sự thực hiện Bồ Tát Đảng Bồ dĩ thù nguyện độ sanh Hiện tại Tây Phương Thù ừ. Giả báo giả Đáp giả Tục ngữ chúng ta gọi là báo đáp Thu nguyện Tức tục ngữ Chi hoàn nguyện Trong nhân gian Đặc biệt là các vùng nông thôn Mọi người đều hiểu Phát nguyện trước mặt chư Phật Bồ Tát Thần Linh nếu sự việc thành tựu Họ sẽ đến tạ lễ Hoa nguyện Hoa nguyện là bảo đáp Vì thực tiễn kỳ bổ nguyện Nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng Tức là chỉ 48 nguyện trong nhân địa Kim ký thành Phật Hiện tại đã thành Phật tác bổ nguyện, trung vô lượng quan thọ, đẳng đặng tam chủng trang nghiêm, vô nhất bất thực hiện giả. Ba loại trang nghiêm này chính là trong giảng sanh luận nói, gồm có quốc độ trang nghiêm, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, chúng ta đổi thành danh từ khác để mọi người dễ hiểu quốc độ là đạo tràng đạo tràng trang nghiêm phật là thầy bồ tát là học sinh như vậy mọi người sẽ dễ hiểu hơn chúng ta định thế giới cực lạc để làm gì Chúng ta chẳng thể không biết Đến thế giới cực lạc để học Để đi học Sau khi tốt nghiệp ở trường này Khi gọi là thành Phật Cho nên Đây là trường học để thành Phật Hiệu trưởng là Phật A Di Đà Giáo thọ là mười phương chư Phật Và Pháp thân Bồ Tát Không phải đến đó để làm việc khác Sau khi học thành tựu rồi thì làm gì? Sau khi học thành tựu rồi Sẽ ở nơi quốc độ của tất cả chư Phật Trong biến pháp giới hư không giới Giúp như lai dạy học Giúp chúng sanh thành Phật Giúp chúng sanh lìa khổ Để được Niết Bàn an vui sau khi học thành tựu họ làm những việc này họ không giống với người thế gian người thế gian làm những việc này là họ có thù lao có danh có lợi có thù lao chư phật bồ tát làm những việc này không có thù lao không có danh lợi vì sao người tốt nghiệp ở thế giới cực lạ Họ ở đâu? Họ ở cõi thường tuyệt quang Quý vị nhất định phải biết Thường Tịch quang ở mọi nơi mọi lúc Cùng với biến pháp giới hư không giới Khởi dụng cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm thì lập tức sẽ có ứng Người có cảm, có tâm Họ là phàm phu Nghĩa là họ có tâm, có niệm Ứng của Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát Không có tâm, không có niệm Di diệu là ở chỗ này Cảm và ứng là tùy duyên Tùy duyên mà không chấp tướng Không khởi tâm động niệm Đây gọi là diệu Gọi là tùy duyên diệu dùng Quý vị nghĩ xem việc này có tốt hay không? Nếu cảm thấy không tốt Nghĩ rằng công việc này quá đơn điệu Như vậy thì quý vị tiếp tục lăn lộn Trong luân hồi lục đạo Luân hồi lục đạo rất não nhiệt Cõi trời, cõi người, địa ngục Cho nên đến thế giới cực lạ Không phải là người thường Thọ ở trong lục đạo Đã chịu đến tận cùng sự chua ngọt đắng cay Nay không muốn chịu nữa Mới đến thế giới cực lạc Nếu chua ngọt đắng cay còn chưa chịu hết Còn muốn tiếp tục chịu Tâm niệm này nhất định không thể thoát ra khỏi luân hồi Tuy có học Phật nhưng cũng vô dụng Đến hoàng đế học Phật Cũng phải đọa địa ngục A Tỳ mà thôi Có người nói với tôi rằng Ông ta vừa nghe được một thông tin Gần đây có vị hoàng đế từ địa ngục ra Không biết là vị hoàng đế nào Ông ta chỉ biết có việc như vậy Không dễ Ông ta không phải là người học Phật Ông ta tu theo đạo giáo Cho nên nói đến thế giới cực lạc, nếu ta không nói cho rõ ràng cho minh bạch thì có người trong xã hội hiện nay khó lòng tiếp nhận. Vì sao? Vì họ đang mê muội lưu luyện trong thức tình ngũ dục, họ cho rằng thế gian này rất vui. Còn cuộc sống của chư Phật Bồ Tát quá đơn điệu Không có gì thú vị Họ không biết ưu điểm của thế giới cực lạ Không biết sự thù thắng của thế giới cực lạ Như xem tivi Người bây giờ cảm thấy đây là một kiểu hưởng thụ Ở trong nước tôi không hiểu rõ lắm Nhưng ở nước ngoài Truyền hình có thể xem được hơn 100 kênh Nội dung phong phú Xem không hết Nội dung trong những tiết mục này Không gì khác Ngoài việc khơi dậy tham sân si mạng của chúng ta Gợi lên thất tình ngũ dục của chúng ta Toàn là những thứ này Khiến tâm và ý niệm chúng ta mãi không ổn định chúng ta vô tình cho rằng đây là vui thú còn những lời đức phật dạy chúng ta rất thật thì lại cho rằng trong đó không có gì vui chỉ có khổ như thế nào gọi là vui khổ tạm dừng lại một chút nên ta cảm thấy rất vui rất hạnh phúc niềm vui chưa hưởng thụ được thì khổ lại đến Khổ chỉ tạm dừng thôi Nên Đức Phật nói Tam giới đều là khổ Trong cõi dục giới Khổ khổ Hoại khổ Hành khổ đều có 28 tầng trời Của cõi sắc giới Không có khổ khổ Nhưng có hoại khổ Và hành khổ bốn tầng trời của cõi vô sắc giới cao nhất trong luộc đạo họ không có khổ khổ và hoại khổ không có khổ khổ dục của họ đã bị thiên định không chi tuy có nhưng nó không khởi tác dụng nên không có khổ khổ Họ không cần thân thể Không cần thân thể Nên không có hoại khổ Nhưng họ có hành khổ Hành khổ là gì? Họ không thể diễn diện Ở trong cảnh giới này Công phu thiền định của họ mất đi Thì cảnh giới cũng mất Khi công phu thiền định mất thi nghiệp tập khí của A Lại Gia Tập khí tạo thiện nghiệp ác nghiệp Lại khởi tác dụng Khởi tác dụng Thì lại trôi lăn trong luân hồi Trở lại con đường này Để chịu nhiều thống khổ Nên khổ không sao nói hết Đức Phật hình dung lục đạo là biển khổ vô bờ Ở trong này rồi thì không biết khi nào mới ra được Chư Phật Bồ Tát đứng trên bờ Nhìn thấy chúng sanh bơi lội trong biển khổ Siêu diệt lục đạo Mới ra khỏi biển khổ Bồ Tát thương xót những chúng sanh khổ nạn này Đặc biệt là chúng sanh trong luân hồi lục đạo Nên phát 48 lời nguyện Mỗi nguyện đều thực hành đến chỗ viên mạng Và đã thành Phật Kim ký thành Phật Tác bổ nguyện trung Vô lượng quan thọ đẳng đẳng tam chủng trang nghiêm Đã thực hiện xong Tứ thập bát nguyện Nhất nhất chi nguyện Giai di pháp thần Kim tác pháp báo Quá tam thần thanh tự hiện Chúng sanh trong lục đạo Thân này của chúng ta Cũng gọi là báo thân Nghiệp báo thân Nghiệp thiện Nghiệp ác Nghiệp vô ký Đây là ba loại thân nghiệp báo Như Lai không phải như vậy Báo thân này của Như Lai là trí tuệ Quá thân là từ bi Vì quá thân không phải vì mình Tuy theo tâm chúng sanh mà ứng quá ra như vậy Báo thân Chẳng những không có phân biệt chấp trước Mà khởi tâm động niệm cũng không có Nên báo thân là trí tuệ chân thật Thể của nó là chân thật Thể là tự tánh Dụng của nó là lợi ích chân thật Dụng là đối với mười pháp giới y chánh trang nghiệm Cũng gọi là mười pháp giới chúng sanh Chúng sanh là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng viên mãn này bao gồm ba loại hiện tượng lớn như hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên được lợi ích chân thật ngày nay chúng ta nói là lợi tha lợi ích chân thật là lợi tha Tự lợi đã viên mãn Khởi dụng là lợi tha Không phải tự lợi Tự lợi là thanh tịnh tịch diệt Trong cõi thường tịch quan Là thanh tựu tam thân Hữu nhất nhất chi nguyện Gia di chúng sanh thì cô tất nhiên thu nguyện độ sanh Giúp tất cả những chúng sanh đau khổ Chẳng những giúp chúng sanh trong luật đạo Mà còn giúp chúng sanh trong pháp giới tự thành Nghĩa là thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật trong mười pháp giới Họ là tương tự tức Phật Giúp họ Đưa họ thoát ly Mười Pháp giới Thiên thai Đại sư nói Phần chứng tức Phật Tức là tiếp tục Giúp họ đạt đến quả vị Phật Cứu cánh viên mạng chúng sanh vô tận thì đại nguyện của bồ tát cũng vô tận sự nghiệp quá độ chúng sanh của bồ tát không cùng tận bồ tát phổ hiền nói Người thế gian Nhìn thấy chư Phật Bồ Tát Rất vất vả Đặc biệt là trong thời đại này Chúng sanh khó độ Chúng ta dùng tâm thiện Hướng đến họ Nhưng họ lại lấy ác niệm trả lại ta Quý vị thấy chư Phật Bồ Tát có khổ hay không? Chúng sanh nhìn thấy rất khổ nếu chư Phật Bồ Tát cảm thấy có khổ Thì họ chính là phàm phu Họ bị đọa lạc Họ đã thoái chuyển rồi Họ không phải là Phật Bồ Tát Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát ở trong khỏi thường tịch quang Nhưng vẫn hiện thân ra ở thế gian này Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chúng đệ tử của Đức Thế Tôn Có nhiều vị là chư Phật Ứng hiện thần điểm Có nhiều Pháp thân Đại Bồ Tát Đẳng giác Bồ Tát Ứng qua đêm Bây giờ chúng ta đã hiểu thêm rằng Thì ra các ngài đều ở trong cõi thường tịch quang cõi thường tịch quang với thế giới hiện tại này của chúng ta không có gì khác biệt lý sự vô ngại sự sự vô ngại như vậy họ làm gì có khổ Chân tướng sự thật này Người thường khó mà lãnh hội được Vì sao? Vì họ dùng tâm luân hồi Thì làm sao có thể lý giải được cõi thường tịch quan Tâm luân hồi đối với tử thánh pháp giới Cũng không thể lý giải được Hướng gì cõi thường tịch quan Nên sự nghiệp thực hiện nguyện độ sanh Trong mắt người thế gian rất vĩ đại là sự nghiệp của thần thánh sự nghiệp của chư phật bồ tát giúp chúng sanh một cách toàn diện. Chúng sanh hy vọng đạt được điều gì cũng đều giúp họ. Phương tiện thiền xạo của Bồ Tát rất nhiều. Nếu chúng sanh này muốn tạo nghiệp ác, Bồ Tát có nên giúp họ chăng? Quý vị thử nghĩ xem Nghĩ đến chắc chắn sẽ không giúp họ Còn không nghĩ đến Không nghĩ chẳng phải là đã giúp họ rồi sao Thật vậy không phải giả Bồ Tát giúp họ tạo nghiệp của địa ngục A Tỳ Sau đó họ sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ Như vậy là sao Đây là từ bi của Bồ Tát từ bi giúp họ tạo ác nghiệp Và đưa họ vào địa ngục sao Không sai Vì họ có loại tập khí nghiệp chướng này Tập khí ác nghiệp này Chỉ còn cách giúp họ đọa địa ngục Nhanh đến địa ngục Để tiêu trừ nghiệp chướng Khi họ tiêu hết tội nghiệp Ra khỏi địa ngục Lại đến độ họ Quý vị xem Đây không phải là pháp phương tiện ư ừ. Nếu họ không lãnh chịu những quả khổ như vậy Thì tính tâm của họ đối với Phật Pháp Sẽ không sanh khởi điều này phàm phu chúng ta không hiểu được phàm phu nghĩ không thông được điều này nhưng đối với bồ tát là điều tất nhiên là hợp lẽ nên ta tu thiện bồ tát giúp ta ta tạo ác nghiệp bồ tát cùng giúp bồ tát có trí tuệ chân thật các ngài đưa chúng sanh đến địa ngục rồi ở trước cửa địa ngục xem chừng khi nào chịu và bao hết rồi không muốn chịu nữa được ra thôi họ sẽ đón chúng ta ra khỏi địa ngục. đây là lợi ích chân thật. con người mê đến cực điểm nếu không chịu đến tận cùng của sự đau khổ thì họ không chịu quay đầu. Nên để họ sớm chịu đau khổ Không phải như thế họ sớm ngày quay đầu sau Ngã ngữ có câu Trường thống bất như đoạn thống Vậy dò lâu dài Chỉ bằng một lần chịu hết đau khổ Không phải sẽ tốt hơn sao Ta mới hiểu được phương tiện thiện xảo của chư Phật Như Lai Thật không thể nghĩ bàn Đúng là Đại Từ Đại Bi Các Ngài không phải hại chúng ta Mà thật sự đang cứu chúng ta Chư Phật Bồ Tát đều biết Sinh mạng là diễn hằng Không có sanh diệt Chúng sanh tham sống sợ chết Như vậy là sai lầm Cho rằng thật có sanh tử Nhưng Bồ Tát hiểu rõ Ở trước chúng ta vừa mới đọc qua Không có thời gian Không có tàm tệ Không có mười phương Đều ở ngay trước mắt Ở ngay đây Đây mới là chân tướng sự thật đây mới gọi là thực tế chân thật Nên những hành vi việc làm của chư Phật Bồ Tát Chắc chắn tương ưng với ba loại chân thật Thực tế chân thật Trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Phàm phu thì hoàn toàn trái ngược với ba loại chân thật này Họ sống trong cảnh giới hư vọng, Không có điều gì là chân thật cả Lục đạo và mười pháp giới Đều là mộng huyện bào ảnh phàm phu đoá vào trong đó Khởi tâm đồng niệm Tự tư tự lợi Danh văn, văn lợi dưỡng Tổn người lợi mình làm những việc hoàn toàn là tương ưng với mười điều a có điểm nào giống Bồ Tát đâu Bồ Tát khởi tâm đồng niệm là trí tuệ chân thật Lục đạo Phàm Phù khởi tâm đồng niệm là giống như trong kinh Địa Tạng nói không có điều gì không phải là tội không có điều gì không phải là nghiệp Họ tạo tội nghiệp quả báo quý vị xem quả báo của pháp thân bồ tát là tịnh độ là thế giới cực lạc ở trong thế giới cực lạc còn những phàm phu này ở trong lục đạo Ở trong lục đạo lưu chuyển không ngừng Nhất định là Ở trong tam ác đạo thời gian dài Trong tam thiện đạo thời gian ngắn Tam thiện đạo Là cái khổ tạm dừng của tam ác đạo sẽ đến tam thiện đạo Khi nghiệp báo hiện tiền Lại tiếp tục chịu khổ Lại bị luân hồi lục đạo Đời đời kịp kịp Diễn diễn không bao giờ dứt Nên Đức Phật gọi họ là Ngô Si Đáng thương Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Bất luận ứng hóa đến thế giới nào Cho dù ứng hóa vào trong địa ngục A Tỳ Nhưng trên thực tế Vẫn ở nơi cõi thật báo Của thế giới cực lạc Chưa từng rời khỏi thế giới cực lạc Không rời nơi đây Hiện thân ở tất cả các cõi Trong biến pháp giới hư không giới Đây là bản năng của chúng ta Giáng sanh đến thế giới cực lạc làm gì? Hồi phục bản năng của chính mình Trong tự tánh Chúng ta có trí tuệ vô lượng đức năng vô tỷ tướng hảo vô tần nó hoàn toàn khởi tác dụng hiện nay chúng ta đều có mỗi người đều có đức phật nói rất hay quý vị tại sao không khởi tác dụng vì có giọng tưởng chấp trước nên không thể chứng được trong kinh hoa nghiêm đã nói như vậy vì có vọng tưởng có phân biệt có chấp trước nên trí tuệ đức năng tướng hảo trong tự tánh đều không hiện ra được nếu chúng ta thấu triệt được câu nói này của đức thế tôn sẽ quát nhiên đại ngộ buông bỏ dòng tưởng phân biệt chấp trước không phải đã phục hồi rồi sao không sai chút nào Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Sẽ hưởng thụ được niềm vui Ở thế giới cực lạc Sẽ hưởng thụ được niềm vui Của hoa tạng mật nghiêng Nếu như ta không thể phục hồi Thì thực tế chân thật biến thành vô minh phiền não Trí tuệ chân thật biến thành trần sa phiền não Lợi ích chân thật biến thành kiến tư phiền não nên phiền não tức bồ đề nó là một chẳng phải hai mê là phiền não giác chính là bồ đề sự khác biệt giữa phật và phàm phu chính là bất đồng giữa giác và mê mà thôi ngoài giác và mê ra không có điều gì bất đồng cả Cảnh giới là giả Nó thay đổi tùy theo từng ý niệm Đức Phật dạy tất cả Pháp Từ tâm tưởng mà sanh ra Pháp là giả Ý niệm là năng biến Pháp là sở biến Câu sau cùng nói rất hay Trong 48 nguyện Mỗi một nguyện Đều là vì chúng sanh Phật A Di Đà từ phát tâm tu hành chứng quả giáo hóa chúng sanh bốn chữ này nói lên tất cả tâm nguyện độ sanh của ngài. Ở dưới đứng về sự mà nói Từ hiện tượng mà nói Thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn Hiện tại Tây Phương Hiện giả Kim giả Hữu thị hiện giả Có hai ý nghĩa Nên trong kinh Phật nói Kim hiện tại kim hiện tại là nói như thế nào kim chính là lúc này chính là hiện nay là ngay bây giờ hiện tại thị hiện nơi thế giới cực lạc hàm ý của câu kim hiện tại này là như vậy Phật thân biến nhất thiết sự Nghĩa là tịnh độ biến khắp tất cả mọi nơi Thân độ bất nhị Thân và cõi nước không hai Như vậy nói với quý vị về Tây Phương Thì còn có ý nghĩa gì Phật a di đà biến khắp mọi nơi Thế giới cực lạc biến khắp mọi nơi Nói với quý vị về Tây Phương Thì còn có ý nghĩa gì nữa Chỉ là phương tiện mà nói thôi Đây gọi là thị hiện Phương tiện thị hiện Thời đại Đông Tấn, Đại sư Huệ Diễn ở Lô Sơn kiến lập một niệm Phật Đường, gọi là Đông Lâm Niệm Phật Đường. Tập hợp 123 người chí đồng đạo hợp. Thật sự muốn giảng sanh đến thế giới cực lạc Để được gặp Phật A-di-đà Ngài Huệ Viễn đã lập nên một đạo tràng như vậy Và có rất nhiều người ở đó niệm Phật Họ nương theo kinh vô lượng thọ vì lúc đó kinh quán vô lượng thọ và tiểu bổn kinh di đà đều chưa có phiên dịch có thể đã đến trung quốc nhưng chưa phiên dịch kinh vô lượng thọ được phiên dịch sớm nhất đại sư huệ viện kiến lập tịnh độ tâm chính là dựa vào bản kinh vô lượng thọ này đông lâm niệm phật đường chính là thế giới cực lạc phật a di đà thể hiện ở đạo tràng lô sơn như trung phong thiền sư nói ở đây tức là tịnh độ tịnh độ tức là ở đây tâm tôi tức là phật a di đà phật a di đà tức là tâm tôi lời này hoàn toàn là chân thật không hề hư ngụy Như Pháp Hoa Kinh Thọ Lượng Phẩm Dân Nhược hữu chúng sanh Lai chỉ ngã sở Ngã sở ở đây là nói thế giới cực lạ Ngã dĩ Phật nhãn Quán kỳ tính đẳng chư căn Tính tân niệm định tuệ lợi độ Tuy sở ứng độ xử sự tự thuyết Danh tự bất đồng miên kỷ đại tiểu Diệt phục hiện ngôn đương nhập Niết Bàn Đây là nói Phương tiện thiện xảo của Phật A-di-đà Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Đức Phật xuất hiện ở đâu? Ngay bây giờ Tại đây Ngay bây giờ là nói về thời gian Tại đây là nói về không gian Chính ngay lúc này Không phải quá khứ Không phải dị lai Không phải tha phương Không phải thử giới Vì nơi nào cũng có phật nơi nào cũng có tịnh độ nơi nào cũng có tâm tịnh thì cõi phật cũng tịnh sau khi tâm tịnh dùng lời các nhà khoa học hiện nay là đã đi vào một không gian duy thứ khác chứ không phải không gian duy thứ hiện tại không gian duy thứ hiện tại là không gian ba chiều Còn chúng ta bây giờ là đi vào không gian duy thứ đa nguyên Quý vị xem đã đến thế giới cực lạc Đã nhìn thấy Phật A-di-đà Những gì quý vị nhìn thấy là thật Không phải là hiện tượng Không phải giả là thật Nếu như không có trình độ nhất định về kinh giáo Thì tính tâm không thể sanh khởi Hiện nay nghiệp dưỡng của con người rất nặng Điều này hiện ra ở đâu? Tâm trí trôi nổi Giọng tưởng quá nhiều Đúng là liên tục không ngừng Cái này nối tiếp cái kia Khổ không sao tả hết Đúng là quá khổ Cho nên thế giới giác quan của họ là thiên biến vàng hoa à, không, không như bồ tát bồ, bồ tát, tát, tát chế tâm một chỗ tát. cho nên thế giới giác quan của các ngài không hề thay đổi chính là cõi thật báo cõi thật báo không có biến hóa mỗi ngày đều gặp phật đức phật ngày ngày đều thuyết pháp cho chúng ta thuyết pháp thời gian dài như vậy chưa từng gián đoạn chúng ta có cần ăn cơm chăng không cần cần ngủ nghỉ chăng cũng không cần ngũ cái tài sắc danh thực thùy nó che đậy chân tánh của ta cũng gọi là năm loại dục vọng Những thứ này đều là giả không có thật Trong tự tánh không có những thứ đó Trong tự tánh chỉ có trí tuệ đức tướng Ngoài ra không còn gì nữa Những thứ tạp loạn này Đều do phân biệt chấp trước Biến hiện ra Phân biệt chấp trước không có biên giới Như vậy hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần cũng không có biên giới Tâm thanh tịnh của tự tánh nó có thể hiện, có thể sanh Nhưng nó không thể biến Nó hiện ra gọi là nhất chân À, thông, thông qua phân, hiệu phân hiệu biệt chấp trước biến hiện ra chính là hư vọng, không phải là chân thật. Cảnh giới đó không có biên giới, nó vô lường vô biên. Cảnh giới hư vọng và cảnh giới chân thật dung hợp lại thành một thể. Đây là chân tượng sự thật Chân không chứa ngại giọng Giọng cũng không chứa ngại chân Giống như hình ảnh trên TV vậy Chân là gì? Chân là màn hình Giọng là sắc tướng ở trong đó Dù có nhiều kênh Mấy trăm mấy ngàn kênh cũng không sao Quan trọng là nó có chướng ngại màn hình chăng Không chướng ngại Màn hình diễn diện cũng không bị ta làm nhiệm ô Đây chính là điều mà Ngài Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Hình ảnh là động Màn hình là tỉnh vốn không dao động Hình ảnh có sanh diệt Màn hình bất sanh bất diệt Không sanh diệt Sanh diệt chẳng trở ngại không sanh diệt Không sanh diệt chẳng trở ngại sanh diệt từ màn hình tv với hình ảnh chúng ta lãnh ngộ được đạo lý thâm sâu trong kinh phật nói trong đây quý vị sẽ hiểu và minh bạch sau đó quay đầu nhìn lại hoàn cảnh hiện thực hoàn toàn tương đồng với đạo lý này Duyên dung vô ngại Rồi sau đó ta mới hiểu được Một niệm giác Chính là diệu dụng khế nhập chân như Giống như đang làm mộng vậy Đột nhiên biết được Mình bây giờ đang làm mộng Giác ngộ rồi Chưa giác ngộ là mê Có khổ Có khổ có vui Sau khi giác ngộ Tìm khổ vui đều không thể được Vui ở đâu Người này rất vui Đó là giả tướng Trên màn hình là giả tướng Màn hình nhất định không có vui nó hoàn toàn thanh tịnh Không nhiễm chút trần nào Hình tướng trong đó là huyện tượng không có thật Vui cũng như vậy Khổ cũng là như vậy Khổ hay vui đều bất khả đắc Người này gọi là người hiểu rõ Người này gọi là người giác ngộ Giác ngộ rốt ráo gọi là Phật Người Ấn Độ gọi là Phật Đà Đây đều là Tùy duyên diệu dùng Phương tiện thị hiện Bên dưới nói Chư căng lợi đồn Quan sát chúng sanh này Có nhiều thiện căng Rất rõ ràng Có thể nhìn thấy quá khứ của chúng sanh Trong nhiều đời nhiều kiếp đã làm gì Để khí cơ mà dạo quả Sử sư tự thuyết danh tự bất đồng miên kỷ đại tiểu diệu phục hiện ngôn đang nhập niết bàn đức thế tôn khi còn tài thế đã thị hiện như thế tán tướng thành đạo đặc biệt là chú trọng về giáo hóa chúng sanh Trong tám tướng thành đạo gọi là chuyện Pháp Luân Hữu dị, chủng chủng phương tiện thuyết di diệu Pháp Năng lên chúng sanh phát quan hỷ tâm Chư Phật Bồ Tát Giao hóa chúng sanh Không có phương pháp nào nhất định Cũng không có nghi thức nào nhất định Tất cả đều tùy cơ ứng biến Và chỉ có một mục đích duy nhất Là khiến cho họ được khai ngộ Ngộ rồi thì sự việc sẽ hoàn tất Công đức sẽ viên mạng Ngày xưa Tâm con người chất trực Trung hậu thiện lương Nên dạy họ giữ quy cụ Thì họ liền khai ngộ Đây chính là thời kỳ chánh pháp Giới luật thành tựu của Đức Thế Tôn đây là giữ nguyên tắc, chỉ cần ta giữ nguyên tắc sẽ được khai ngộ. Nhưng đến thời kỳ tượng pháp thì không được, thời kỳ tượng pháp trì giới không thể khai ngộ. Vì sao? Vì vọng niệm quá nhiều. Không được thuần chánh như thời kỳ chánh pháp. Nên thời này dạy người tu định Tu định có thể khai ngộ Vì trong định có thể đột phá không gian duy thứ Có thể nhìn thấy thật tượng các Pháp Hoặc nhiên đại ngộ Thời kỳ mạt Pháp Dùng phương pháp thiền định này rất khó Vì sao tâm khí sao động không nhập được định Họ không định được Đức Phật dùng phương pháp này Phương pháp này rất hữu hiệu Là phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Người y theo phương pháp này Thành tựu cũng không ít Tịnh Độ Tông đã tồn tại ở Trung Quốc một ngàn năm Suốt một ngàn năm đều y theo phương pháp này Chân thành niệm Phật, cầu sanh tiền độ Người thành tựu không biết là bao nhiêu Theo tính toán chính xác nhất Thì phải trên mười vạn người Bất cứ tông phái nào, bất cứ pháp môn nào Người thành tựu không nhiều hơn tiền độ Họ giảng sanh là thành tựu Nhưng hiện nay Dạy người phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Mấy người có thể làm được Trong một dạng người Tìm không được một người Người xưa tâm khí sao đồng Giống như bọt sóng vậy Là sóng cực ngắn, sóng nhỏ Còn người thời nay tâm khí sốc nổi Là sóng to, gió lớn Họ làm sao có thể dừng lại được Như vậy phải làm sao biện pháp duy nhất chính là đem sự việc này nói rõ ràng minh bạch để họ thật sự hiểu nên khuyên họ nghe nhiều dùng biện pháp của người xưa đọc sách ngàn biển nhưng phải tự mình ngộ ra được nghĩa của nó dùng phương pháp này để từ từ hóa giải tâm trôi nổi đó khiến họ trở lại bình tĩnh thì vấn đề sẽ được giải quyết Tính nguyện hạnh đều kiến lập từ đây Tâm khí sao động vọng niệm quá nhiều Thì tính nguyện hạnh hoàn toàn không có Vì sao? Vì tính nguyện hạnh là một thể Tôi tin Tôi vẫn không muốn để thế giới cực lạc Tôi vẫn không muốn niệm Phật Như vậy là chưa tin Tính nguyện hạnh là một mà ba Là ba mà một Có một thì chắc chắn sẽ đầy đủ cả ba Đó là chân tính Nếu không có nguyện hạnh Là giả tính chứ không phải chân tính Pháp Tạng Bồ Tát đang phát tâm Từ phát tâm đến thành Phật Quý vị thử nghĩ xem Ngài dùng tâm như thế nào Trong kinh có câu Trước đây chúng ta đã học qua Nhất thiết dài thành Phật tất cả đều thành Phật hay nói cách khác không có chính mình. Toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh đều thành Phật. Chỉ một niệm này thôi. Chúng ta học Phật có phải là niệm này chăng? Nếu là niệm này, thì ta đồng tâm với Phật A Di Đà rồi. Nếu tâm tương đồng thì sự việc sẽ dễ hơn Nhất định cũng đồng nguyện Đồng đức đồng hạnh Nếu không có niệm này Không phải đồng một tâm giúp Phật a di đà Tất cả đều thành Phật Thì trong tất cả Pháp là bình đẳng Không có cao thấp Mấy người có thể làm được Ngày nay trên thế giới Có 65 ức nhân khẩu Trong 65 ức người đó Có thể tìm được 6 người chăng Trong 10 ức người có thể tìm được một người chăng Có thể một người cũng không tìm thấy Ngày xưa có Nhưng vì sao hiện nay không có Vì không có người chịu học những lời dạy của tiền nhân Người học Phật rất nhiều Nhưng Phật là gì thì họ chẳng biết Người niệm Phật rất nhiều Nhưng đối với thế giới cực lạc vẫn mê hoặc không biết không hiểu rõ nên trong lòng họ thế giới cực lạc rất mơ hồ mơ hồ là thái độ như thế nào giản sanh cũng được không giản sanh cũng được thế giới này của ta cũng không tệ mà vì không nhận thức rõ ràng nên đức thế tôn giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta lưu lại ba bộ kim chuyên nói về thế giới cực lạc kim vô lượng thọ nói về thế giới cực lạc tương tận nhất là khái luận của tịnh độ tông Kinh Quán Vô Lượng Thọ nhưng về phương Pháp Giảng về 16 phương thức tu tịnh độ Không giống nhau Kinh A-di-đà Đơn giản nhất Kinh này chủ yếu dạy chúng ta Trì danh hiệu Phật A-di-đà Chuyên giới thiệu về thế giới cực lạ Kinh rất dễ đọc Không có gì là khó hiểu Nhưng từng chữ, từng câu đều rất di diệu Còn bộ kinh vô lượng thọ này Đến nay là 323 tập Mỗi tập 2 giờ đồng hồ Như vậy là đã giảng hết 646 giờ Vẫn chưa giảng được một nữa Bộ kinh này chúng ta sẽ giảng tiếp tục như vậy Dự định mất khoảng 1.200 tiếng Ai có thể dùng 1.200 tiếng đồng hồ để nghe bộ kinh này Được vậy thì phước báo lớn biết bao Bộ kinh này dùng hơn 1.000 tiếng đồng hồ để nghiên cứu nó để nói rõ về nó người thường sẽ không dám coi thường tịnh độ tôi nhớ lần thứ hai tôi đến mỹ ở Mỹ có một vị đồng tu người Mỹ cô ta học đại học ở New York chuyên nghiên cứu kinh Hoà nghiệp cô ta là một cô gái rất thông minh Đại học New York và Đại học Đài Loan trao đổi sinh viên Nên cô ta có cơ hội đến ở Đài Loan nửa năm để học tập Và đã tìm đến tôi Vì tôi giảng kinh hoa nghiêm Cô ấy ở thư viện của tôi mấy tháng Cô nói với tôi Khuyên tôi đến Mỹ Hoàng Dương tịnh Độ Tông Mỹ có thiền tông Có mật tông Rất hưng thịnh Nhưng không có tịnh độ tông Họ ờ, đối với tịnh độ tông Rất xa lạ Nên cô ta muốn tôi đến đó Lúc đó tôi đang giảng Di Đà Kinh Sớ Sào Tôi nhớ là hơn 300 tiếng đồng hồ Nếu một ngày giảng một tiếng Thì giảng một năm mới xong bộ kinh Di Đà Người thường không dám tin Như vậy chúng tôi giảng bộ kinh vô lượng thọ này Mất hết một ngàn hai trăm tiếng đồng hồ Ai tin điều này? Chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm đến phẩm thập trụ Mất hết hơn bốn ngàn tiếng đồng hồ Thật sự đủ nhẫn nại để nghe tiếp họ sẽ nếm được pháp gì Vui không gì sánh bằng Còn nghe mà không có hứng thú Nghe không hiểu Như vậy đương nhiên là khô khan vô dị Khi đã thật sự hiểu Thì những thú vui của thế gian họ buông bỏ hết. Vì niềm vui của pháp dị không gì sánh bằng nên người xưa nói thế vị so đậm bằng pháp vị pháp vị mới thật sự đậm đà niềm vui của cõi trời hay cõi người đều là mùi vị thế gian đối với pháp vị thì không thể so sánh được trong kinh điển đại thừa pháp vị đậm đà biết bao đặc biệt là hoa nghiêm và kinh vô lượng thọ nghe hoài không chán học hoài không mệt Người xưa nói Dạy không mệt Học không chán Đây là nói về thầy và trò Vì sao? Vì phát hỷ sung mạng Nên lúc nào cũng an vui Điều này những người yêu thích lạc thủ nhân gian không hiểu Họ không biết những người hiểu được Cảm thấy đây là niềm vui Không gì sánh bằng Làm sao có mệt mỏi Một địa dạng Có người nghe mấy ngàn lần Họ không cảm thấy khô khan vô gì Càng nghe Càng thích Càng nghe Càng ngộ thêm Nghe đến cuối cùng Thật sự họ đã khai ngộ Thời kỳ mạc Pháp Phải dùng phương pháp này Nhưng phương pháp này Cũng cần người có duyên Không có duyên Thì họ không đủ nhẫn nại Để học một thứ định ba lần hay năm lần Được rồi Tôi học cũng không tệ Đã học qua ba lần năm lần rồi Vô dụng thôi họ ờ, chỉ học được chút kiến thức tầm thường học một chút bên ngoài chưa hề thâm nhập sắp thế xuất thế gian mà thật sự học thì nhất định phải hiểu rõ nó học một lần là chưa đủ nên ngày xưa rất khó ngày xưa học một bộ kinh nghe pháp sư giảng kinh pháp sư chỉ giảng một lần không giảng lần thứ hai như vậy phải làm sao ở đâu có pháp sư giảng kinh thì đến đó để nghe triều đại nhà đường có đạo tuyên luật sư ở chung nam sơn Ngài học tứ phần luật Phân lượng của tứ phần luật rất lớn, rất dài Trong đời Ngài đã nghe hai mươi lần Ở đâu có người giảng Ngài liền đến đó để nghe Thật không dễ Bây giờ phương tiện dễ dàng Có ghi hình, có ghi âm pháp sư giảng ta lưu lại như vậy có thể nghe lại nhiều lần có thể khai ngộ chăng có thể làm sao khai ngộ tâm định thì sẽ khai ngộ chứ không có gì khác nói cách khác nghe kinh là gì là tu định xem lần này đến lần khác nghe lần này đến lần khác là tu định đấy có nhiều người nói chuyện ngôn ngữ rất khó hiểu khi tôi ở cựu kim sơn có người học trò tặng tôi cuốn băng ghi âm ghi với dạng thầy nhớ tặng tôi một cuốn băng ghi âm như vậy pháp sư đàm hư khai thị trong phật thất ở hồng kông nghe là người phương bắc tôi nghe lần thứ nhất cũng chỉ hiểu được khoảng ba phần nghe lần thứ hai lại hiểu nhiều hơn một chút tôi nghe ba mươi lần những gì thầy ta nói tôi đều hiểu hết nên tôi học được cũng không ít những thứ khác tôi đều nghe và học ba mươi lần như vậy không ít hơn ba mươi lần có thể còn nhiều hơn ba mươi lần chứ không ít hơn ba mươi lần Kinh vô lượng thọ này Tôi giảng lần này là lần thứ 11 Trước đây giảng 10 lần Không phải giảng chú giải Lần này giảng chú giải Số lần không nhiều không được Vì giảng ít không thể khế nhập không nhập vào cảnh giới này Huân tập chưa đủ Học tập trên thực tế không cần nói quá phức tạp Một bộ kinh có thể giúp chúng ta khai ngộ là bộ kinh nào Bất cứ bộ kinh nào cũng được Cho nên pháp môn bình đẳng không có cao thấp Đạo lý này cần phải hiểu Sợ nhất là học quá nhiều Học quá tạp nhạc Học quá lộn xộn Thì học cả đời cũng không thể thành tựu Vì những gì ta học chỉ toàn là tri thức của Phật giáo Các bậc thánh học tập Vì sao lại chú trọng giới định tuệ như vậy Đây không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Mà quá khứ hiện tại vì lai Tất cả chư Phật trong ba đời Không vị nào chẳng tuân thủ nguyên tắc này Giới là gì? Là quy củ Nếu không giữ quy củ Thì không thể nhập môn Giữ quy củ ta mới có thể được điểm Nhất môn thâm nhập là quy cổ Tâm sẽ định không bị tán loạn Mọi lúc mọi nơi tâm đều phải định Định lâu sẽ quát nhiên đại ngộ Chuyên sâu vào một bộ kinh để đạt được định Ba bộ, bốn bộ, tám bộ, mười bộ Cứ như thế thì suốt cả đời Cũng không đạt được điểm Vì sao? Vì tư tưởng tán loạn Tinh thần ý chí không thể tập trung Đặc biệt là xã hội hiện nay Sức mạnh mê hoặc quả lớn Những thứ mà lục căng tiếp xúc Đều là cảnh giới này đều đang mê hoặc chúng ta đều đang nhiễu loạn chúng ta nếu ta thích tiếp xúc với nó là coi như xong đời này coi như ta không có duyên với thiền định với chế tâm vào một chỗ duyên đã bị đoạn mất rồi không có định thì làm gì có tuệ Những thứ ta học được trong suốt cuộc đời Dùng cách nói của người bây giờ Thì ta có thể trở thành một nhà Phật học Có thể đạt được học vị tiến sĩ Phật học Có thể là một vị giáo thọ Phật học Cũng có thể nói một cách lưu loá trôi chảy Thậm chí có thể trước tác dân dân Tất cả danh văn lợi dưỡng của thế gian ta đều có thể đạt được nhưng đối với ta muội đối với sự khai ngộ đối với việc liễu sanh thoát tử ra khỏi luân hồi thì không có chút tương quan nào bây giờ hạng người học phật như vậy rất nhiều còn người thật sự đi theo phương pháp của các bờ cổ đức tu học thì không còn nữa nên họ không thể thành tựu, không thể thành tựu chính là họ không đạt được pháp thị, họ không đạt được niềm vui như chư phật chư bồ tát. Tấm gương của các vị thánh hiền. Truyền thừa đến ngày này Thật không dễ Chịu nắm giữ không buông Tuân thủ phùng hành Chẳng có ai không thành tựu Nếu cho rằng phương pháp này quá xưa Không hoạt bác như phương pháp của khoa học hiện nay Dùng phương pháp khoa học nghiên cứu Phật Pháp Thì Phật học biến thành khoa học Không còn là Phật học nữa Đã trở thành Pháp Thế gian Bây giờ học Phật thật khó chúng tôi biết vậy nên đã lợi dụng internet lợi dụng truyền hình vệ tinh để cùng với các bạn đồng học có duyên ở mọi khu vực trên toàn thế giới họ xem qua mạng internet xem qua vệ tinh chính là có duyên Chúng ta dùng phương pháp này Để cùng nhau học tập Cùng nhau chia sẻ với các bạn đồng học ở các nơi Cảm thấy Những phương pháp này của chư vị Thánh Hiền có thể học Quý vị không ngại Cứ thử xem chỉ cần có quyết tâm có nhẫn nại không thay đổi như người xưa nói bảy năm tiểu thành chín năm đại thành là thật không phải giả Hai câu này Thật là Phật và Bồ Tát mới có thể làm được Dùng vô lượng phương tiện Để nói Pháp di diệu Có thể khiến chúng sanh Sanh tâm quan hỷ Quan hỷ họ mới chịu tiếp nhận Kim dân hiện tại Tây Phương Tức tuy sở Ấn Độ Phương tiện thuyết di diệu Pháp giả đức phật a di đà dùng phương tiện thiện xảo như vậy ở nơi thế giới tây phương cực lạc kiến lập nên đạo tràng lớn này rộng lớn không có biên tệ tiếp dẫn tất cả chúng sanh đến đây tu hành vì sao vì lục đạo chúng sanh trong mười phương thế giới thọ mạng không dài thời gian ngắn tập khí phiền não chưa dứt sạch nên nhất định phải có thời gian dài đến thế giới cực lạc điều đầu tiên mà ta đạt được là thọ mạng vô lượng diễn diễn không già nếu thỏa mãn dài lâu thì sẽ già mà già thì khổ biết bao như vậy còn có thể học được ư ừ, không thể học thế giới cực lạc trẻ mãi mỗi người đều như người thế gian chúng ta mười mấy hai mươi tuổi Tuổi trẻ sức mạnh Quý vị hỏi tuổi của họ Không phải nói mấy trăm năm, mấy ngàn năm Họ nói với chúng ta Họ sống đến mấy A Tăng kỳ kỳ Nhưng vẫn trẻ như vậy Vẫn mạnh khỏe như vậy Vẫn học tập như vậy Cơ hội này đến đâu để tìm Chỉ có đến thế giới cực lạc Ngoài thế giới cực lạc ra Thì tìm không thấy chỗ thứ hai Nếu ta cảm thấy khổ của sanh lão bệnh tử Cũng không đến nỗi Thì cứ ở lại thế giới ta bà Cứ từ từ mà lăn lộn trong luân hồi Nếu cảm thấy điều này rất đau khổ nếu lấy tự tánh mà nói Thì sanh lão bệnh tử Là điều đáng xấu hổ nhất Ta vốn là Phật Sao lại trở thành như vậy Biết xấu hổ là gần như cái dũng Tôi không muốn làm Muốn quay đầu Quay đầu đến thế giới cực lạc. Dựa vào sức mạnh của mình Thì sẽ không quay đầu được Nên Phật a di đà sẽ giúp sức cho chúng ta Chỉ cần ta có ý niệm hồi đầu Tâm vừa mới khởi lên Phật a di đà nhận được thông tin này ngài sẽ gia trị giúp đỡ chúng ta và ta sẽ có duyên để gặp được pháp môn này nhân thử chánh thị chỉ phương lập tướng tức sự nhi chân chi thù thắng phương tiện Đây là lợi ích chân thật Mà Phật A di đà đem đến cho chúng sanh trong lục đạo Chỉ phương lập tướng Phương là phương sở Chỉ phương là tây phương Lập tướng là ở nơi đó kiến lập thế giới cực lạc Thế giới cực lạc là sự tướng thế giới cực lạc là đạo tràng là đạo tràng lớn thế giới cực lạc là trường học thế giới cực lạc đều là học sinh của đức phật a di đà nên mười phương thế giới đều ngưỡng mộ phật a di đà thật sự quay đầu Hy vọng ở trường này thành tựu viên mạng Sau khi thành tựu Có thể nói Đều là quá thân của Phật A-di-đà Đồng tâm Đồng nguyện Đồng đức Đồng hạnh với Phật A-di-đà Tức sự nhi chân Thù thắng phương tiện Thù là đặc thù Thù thắng Thù thắng phương tiện Hiện đạo đại sư phẫu thị kỳ nghĩa Vị ta bà chúng sanh vọng tâm bạo động Hai chữ bạo động này nói rất hay Cảm Đặc biệt là chúng sanh hiện nay Giống như dòng thác vậy Nước chảy nhanh biết bao Chẳng những gấp Mà còn chảy lung tung phức tạp Loạn nếu quý vị có đi tham quan dòng thác lớn giữa biên giới mỹ và canada thì sẽ cảm nhận được tâm chúng sanh nó giống như vậy chi phương lập tướng hướng vị năng chuyên Chú huống vô phương vô tướng già Vô phương vô tướng là thông thường chỉ lý luận và phương pháp trong đại thừa Nên nó rất khó Không như tịnh độ tông Tịnh tông có phương hướng nhất định Có mục tiêu nhất định Chỉ cần chuyên chủ nhất định Có thể thành tựu Mà còn thành tựu rất nhanh Trong kinh nói rất rõ ràng Sự thật cũng đã chứng minh cho chúng ta là chỉ một phương hướng một mục tiêu từ ba đến năm năm nhất định thành tựu rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian thì tự mình quyết định nếu giọng mảnh tinh tận Như trong Kinh Di Đà nói Nếu một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày Chắc chắn thành tựu Đó gọi là tinh tấn Phật thực Nhưng tinh tấn Phật thức Phải thật sự buông bỏ còn một chút chưa buông bỏ Sẽ dễ dàng bị ma vừa Điều này phiền phức rất lớn Trước đây Thầy Lý nói với tôi Ông ở Đài Trung Tổ chức hai lần tin tận Phật thật Về sau không dám làm nữa Ông nói với tôi như vậy Các bạn đồng học tham gia không nhiều Không quá 10 người Vì thầy chủ thức này Về mặt tinh thần có thể quan tâm được hết Nếu trên 10 người thì không quan tâm hết được Vì đông quá Trong đó có một người bị ma dựa Thầy đã vì người này mà mất hết nửa năm mới làm anh ta phục hồi trở lại bình thường. Phiền não chưa buồn hết. Đem theo những thứ này mà giọng mảnh tinh tấn cũng rất phiền phức. Thầy đưa ra vấn đề này để cảnh báo tôi bảo tôi không nên làm những việc này rất nguy hiểm người ta khi đến tham gia là một người bình thường khỏe mạnh sau bảy ngày đã trở thành bệnh thần kinh như vậy làm sao đối mặt với người ta phật thất bình thường có thể tu nó không nghiêm khắc nên không sao còn tim tấn phật thất thì sợ có phiền phức này Tu hành không dễ Phương pháp ổn định nhất Vẫn là giáo Giáo là gì Tìm tiền Nó không phải là rất giọng mạnh Mà từng ngày từng ngày Từ từ cầu tiến bộ Buông bỏ cũng vậy Cũng từng ngày từng ngày Buông bỏ từng chút từ từ phải quân tập thời gian dài tự nhiên tâm sẽ được thanh tịnh tâm càng thanh tịnh thì nhập nghĩa kim càng nhiều chúng ta sẽ nhìn thấy vô lượng nghĩa trong từng chữ từng câu nói không cùng tận ở trong đó niềm vui vô cùng và từ từ toàn bộ đều hiểu một cách rõ ràng minh bạch chúng ta tự mình cũng niệm phật cầu giảng sanh sẽ rất đơn giản không khó cư sĩ hoàn niệm tổ sau khi viết xong cuốn chú giải này vì sức khỏe không tốt tuổi cũng đã lớn không muốn sống lâu ở đời thêm nữa nên nhất tâm niệm Phật Một ngày niệm 40 dạng câu Phật hiệu Niệm 6 tháng như vậy thì đi Đây đều là thị hiện cho chúng ta thấy Buông bỏ dạng duyên Nhất tâm chuyên niệm Thì không có ai là chẳng giảng sanh Hữu Thượng Đô Nghi Dân Quy mạng tam bảo Yếu chỉ phương lập tượng Trú tâm thủ cảnh Dĩ phàm phu hệ tâm thượng bất khả đắc Hướng ly tướng già Đây chính là nói Các pháp môn khá khó Khó ở chỗ nào Khó ở chỗ phải rời tướng Tịnh độ tâm không rời tướng tỉnh độ tông lập tượng đến thế giới cực lạc trước là chỉ phương lập tượng cầu sanh tịnh độ đến thế giới cực lạc mới rời tượng nên người xưa nói nếu được thấy phật A Di Đà lo gì không khai ngộ chúng ta đem việc khai ngộ này để ở thế giới cực lạc. Bây giờ chuyên cầu tịnh độ. Trước đây thầy Lý nói với tôi, mục tiêu cuối cùng của Phật pháp đại thừa là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thanh phật. Tịnh độ cũng không ngoại lệ Tịnh độ là gì? Là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Mục tiêu chính là minh tâm kiện tánh Còn mục tiêu bây giờ là Nhất tâm chuyên niệm Đây là sự thù thắng của tịnh độ tâm nên bốn mươi tám nguyện rất quan trọng bốn mươi tám nguyện là chính phật a di đà tự nói đức thế Tôn vì chúng ta mà thuộc lại Mỗi nguyện Đều là vì độ chúng sanh Là giúp chúng sanh Trong một đời thành tựu Tất cả đều làm Phật Điều này chúng ta chẳng thể không biết Quy mạng tam bảo Câu này thấy thì dễ Nhưng thật sự quy mạng không dễ Thông thường trên gian tự thấy quy y Đây là quy mạng Tam bảo là giác chánh tịnh Quy ừ. là quay đầu Quy mạng là bảo chúng ta quay đầu Thân mạng của chúng ta Phải nương tựa vào tự tánh tam bảo Phật là tự tánh giác Giác mà không mê Pháp là tự tánh chánh Chánh mà không tà Tăng là tự tánh tịnh Tịnh mà không nhiễm Chánh giác tịnh là tự tánh tam bảo Chính là đề kinh của kinh vô lượng thọ thanh tịnh là tăng bảo bình đẳng bình đẳng là chánh định chánh định tức bình đẳng là pháp bảo giác là phật bảo chúng ta nên đem thân mạng mình quay về nương tựa thanh tịnh bình đẳng gia mỗi niệm không rời nơi nơi không rời Tịnh độ tông phương tiện hơn so với đại thừa vì đại thừa không có tướng. Ly tất cả tướng tức tất cả pháp. Khó. Tịnh độ tông có phương hướng. Niệm niệm của chúng ta đều nghĩ đến Tây phương. Mỗi niệm đều niệm Phật A Di Đà. Chấp tướng không phải lì tưởng chấp trì danh hiệu chấp chính là chấp trước trì chính là duy trì đừng để mất đi đem những thứ khác buông bỏ hết trong tâm chỉ có phật a di đà chỉ có kim vô lượng thọ Nếu muốn nghĩ thì nghĩ đến kinh vô lượng thọ Nghĩ đến kinh vô lượng thọ là sao? Là nghĩ đến thế giới cực lạ Nhớ Phật, niệm Phật Thì hiện tại tương lai nhất định gặp Phật Cho nên nếu chưa thành thuộc kinh Thì không cách gì nghĩ được vì ta cứ suy nghĩ tạp loạn Tôi suốt đời thỏa trì bộ kinh này Nên suy nghĩ của tôi chính là suy nghĩ chuyên môn Chuyên suy nghĩ đến thế giới cực lạc Chuyên suy nghĩ đến Phật A-di-đà Nếu kinh điển học tập của tôi quá nhiều quá khó Như vậy suy nghĩ của ta sẽ loạn Suy nghĩ lung tung sẽ sai lầm nên Phật dạy chúng ta chế tâm vào một chỗ Vì tâm này của chúng ta là tán loạn Không ở một nơi Nghĩ đâu nghĩ tây Đó là gì? Là tâm luân hồi Kinh luận nghĩ quá nhiều cũng là tâm luân hồi Vì nó không phải là nhất tâm Nhất tâm chính là thiền định Nhất tâm chính là tam muội. Đạt được định Mới có thể khai tuệ Tuệ khai sẽ thấy Phật Tuệ sẽ thấy được thế giới cực lạc Cảnh giới hiện tiền Nên nói hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra, ta nghĩ đến thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc sẽ hiện tiền, nghĩ Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà sẽ hiện tiền. Như vậy mới có thể vững vàng nắm bắt được thế giới cực lạc. Như vậy đời này của chúng ta sẽ có giá trị. Đại công viên mạng Sanh đến thế giới cực lạc Được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị Trở thành A-duy diệt trí Bồ-Tát Cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng là A-duy diệt trí Bồ-Tát Điều này thật không thể nghĩ bàn Thân của cõi đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh Sẽ được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trị Đó là thân gì? Thân Pháp Tánh Cõi đồng cư mà chúng ta ở Cũng là cõi Pháp Tành Thật là không thể nghĩ bàn Không phải như Kim Kim Cang nói Thế giới là nhất hợp tướng Là di trần tụ Không phải thế giờ đó Quả báo thù thắng như vậy Là như trong kinh nói Dĩ chân thật lợi ích Nếu chúng ta không nương vào Phật A-di-đà để tu đến cảnh giới này Thì phải đến kiếp nào mới thành tựu Gặp được Phật A-di-đà không ngờ lại dễ đạt được như vậy nên ta phải biết cơ hội này rất khó có được Lời của cư sĩ Bành Tế Thanh nói hoàn toàn chính xác Từ vô lượng kiếp đến nay mới có ngày hy hữu khó gặp này Vậy mà chúng ta đã gặp được Vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp Vậy mà ngày nay chúng ta gặp gặp được nếu không nắm bắt nó thì sẽ không được thành tựu như vậy không phải đã rất oan uổng rồi sao như vậy là quá sai lầm sai lầm rất lớn nếu có thể nắm bắt được thì đời này nhất định sẽ thành phật viên mãn đây gọi là phật pháp một đời thành tựu hy vọng mọi người trong chúng ta đều nỗ lực quan niệm tổ dẫn chứng những kinh điển này đều là chư vị tổ sư nói lời chân thật với chúng ta hôm nay thời gian đã chúng ta chỉ học đến đầy thù a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp với các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật